Dạ vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo. Và bài học này thì tôi sẽ chia sẻ về những cái vật phẩm, những cái bộ công cụ mà chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị để chạy cho một chương trình khuyến mại. Để chạy một chương trình khuyến mại thì chúng ta thấy rồi đấy ạ. Chúng ta cứ tưởng tượng như thế này này. Chúng ta nghĩ ra một chương trình khuyến mại, sau đó thì chúng ta phải truyền thông cái chương trình khuyến mại đấy đến với khách hàng của chúng ta càng nhiều càng tốt, đúng không ạ? Và người ta sẽ thấy cái thông tin như vậy và người ta sẽ đến với cửa hàng của chúng ta hay đến với các điểm bán của chúng ta để người ta mua hàng. Vậy thì một cái bộ công cụ chuẩn nó gồm những cái gì? Thì tôi xin phép là được liệt kê một số những cái vật phẩm, những cái công cụ, những cái cách thức để các bạn triển khai một chương trình khuyến mại mang tính truyền thông. Đó, thí dụ như là đầu tiên thì tôi sẽ nói đến bộ vật phẩm trưng bày. Ví dụ như là gồm có băng rôn, đúng không ạ, ngoài cửa hàng cửa hiệu. Standy chúng ta treo dựng ở các cái điểm bán, đúng không ạ? Banner trên website, đúng không ạ? Poster ở trên các cái công cụ liên quan đến Instagram, Facebook group, vân vân, đúng không ạ? Thế rồi trong shop thì chúng ta cũng có thể là có các cái thể lệ chương trình, rồi thì các cái biển Mica dạng A4, A5 chúng ta đặt ở tại các cái cửa hàng của chúng ta, đúng không? Ví dụ như là tôi muốn khuyến mại cái máy tính này, tôi giả sử thế, tôi muốn khuyến mại cái máy tính này thì bây giờ nó đang bán là 30 triệu thì tôi khuyến mại là 20%, tôi giả sử thế ạ, thì tôi sẽ có một cái sticker tôi dán vào đây là 20%, hay là một cái điện thoại như này, tôi đang bán là 30 triệu, đúng không ạ, thì tôi có thể tặng cho các bạn cái nọ cái kia, thì tôi có thể liệt kê vào như vậy là xong. Thì đấy là cái cách mà tôi đang nói đến cái gọi là bộ công cụ để giúp các anh chị trưng bày và làm cho cái chương trình khuyến mại trở nên hấp dẫn và dễ hiểu hơn, mang cái tính visual, tức là cái tính hữu hình, được chưa ạ? Chúng ta cần phải in ra, chúng ta có thể in trên các cái chất liệu là giấy màu, bằng các cái máy in màu bây giờ rất là rẻ thôi, chỉ một vài ngàn đồng là chúng ta đã in được một cái tờ A4, A5 giấy màu rồi, rất là đẹp, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể có các tờ rơi. Và đặc biệt là chúng ta phải có thể có các cái vật phẩm in ấn. Và đối với bộ phần mềm thì chúng ta cũng có các cái banner, có các cái chương trình, hình ảnh về sản phẩm, thậm chí chúng ta cũng có thể có các cái video. Ví dụ như tôi ra một cái chương trình khuyến mại, sắp tới tôi ra một cái chương trình khuyến mại là sale off toàn bộ sản phẩm. Thế thì tôi có thể là đưa ra cái chương trình khuyến mại là sản phẩm này 30%, sản phẩm này 50%, sản phẩm này 70%. Thì tôi sẽ làm một cái video, cái sản phẩm này đi qua 30, sản phẩm này đi qua 40, sản phẩm này đi qua 50. Đó, tôi gọi nó là những cái vật phẩm, cái bộ công cụ để giúp ích cho cái chương trình khuyến mại. Thì thông thường chúng ta khi nói đến chương trình khuyến mại thì chúng ta mới chỉ nghĩ đến là tôi nghĩ ra chương trình khuyến mại là xong. Thế thì chúng ta phải chuyển hóa những cái nội dung đấy bằng những cái hình ảnh, bằng những cái video, bằng những cái vật liệu in ấn để làm sao mà khách hàng nhìn thấy phải cảm thấy rất là hấp dẫn, cảm thấy rất là đẹp, cảm thấy rất là bị thu hút, được chưa ạ? Rồi cách thức chúng ta trang trí, chúng ta dán như thế nào? Thí dụ như là cái chương trình Black Friday của chúng tôi, đợt trước chúng tôi làm trước Tết thì chúng tôi chạy quảng cáo, chúng tôi chạy trên fanpage để cho mọi người biết có chương trình đấy. Chúng tôi nhắn tin SMS cho khách hàng mà chúng tôi đã có data, chúng tôi gửi email bằng cách là chúng tôi soạn email ra viết rất là hay, kèm theo một cái bức ảnh mà chúng tôi đã Photoshop design, ok. Sau đó thì chúng tôi lại làm thêm một cái biển Formex, chúng tôi dán toàn bộ hai tầng của cửa hàng mặt phố, đúng không ạ? Dán ký một cái màu đỏ choe choét, cái màu thương hiệu của chúng tôi, đúng không ạ? Có chữ 70% to, đấy, âm 70% to đùng, dán kín hai tầng luôn. Thế là mọi người đi qua nhìn thấy Black Friday 70%, mọi người bảo cái shop này nó đang khuyến mại 70% đây, bắt đầu vào, đi qua bị hấp dẫn, đi vào hỏi hàng là mua đó, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta cũng có thể là phải viết các bài PR quảng cáo, đúng không ạ? Chạy Facebook, chạy Google, đấy, các cái trang hiển thị, các cái trang YouTube vân vân, giống như là trong cái bản video trước mà tôi nói về cái việc là các bạn lập kế hoạch theo 12 tháng và 52 tuần đó, đúng không ạ? Vâng. Rồi chúng ta cũng phải chuẩn bị các cái ngân sách cho các chiến dịch. Và trước một cái chiến dịch lớn thì chúng ta cần phải kiểm tra các cái đầu công việc. Như vậy, ví dụ như là
các bộ vật phẩm, các cái chương trình khuyến mại, cái thể lệ, đúng không ạ, bảng mềm, video đã được đăng tin trên tất cả các kênh của chúng ta chưa? Kênh website, kênh thương mại điện tử, kênh YouTube, kênh fanpage, kênh group, vân vân vân, những kênh mà chúng ta có. Rồi nếu mà chúng ta có các đối tác thì chúng ta phải gửi các cái bộ tài liệu cho đối tác. Và đặc biệt một phần cũng rất là quan trọng mà tôi không biết là các cái chủ shop hay là những người quản lý kinh doanh có để ý hay không, đấy là phần mà chúng ta phải đào tạo cho nhân viên bán hàng và hệ thống của chúng ta biết về chương trình khuyến mại. Bởi vì một cái người nghĩ ra chương trình khuyến mại, tôi nghĩ ra, tôi viết ra, nhưng mà tôi hiểu, bởi vì tôi viết ra nên tôi hiểu. Thế nhưng mà nhân viên của tôi, đúng không ạ, các bạn ấy đọc, các bạn ấy không hiểu, hoặc là các bạn hiểu chưa hết, hiểu chưa đúng, hiểu sai, hoặc là hiểu làm cho có lợi cho khách hàng hoặc là có hại cho khách hàng, vân vân. Thì vì thế cho nên là ở một chuỗi có mấy chục cửa hàng thì có thể điểm này áp dụng đúng, điểm kia áp dụng không đúng, và nó tạo ra một cái xung đột lợi ích và nó không chính xác, đúng không ạ, và có thể gây tổn hại cho doanh nghiệp, cũng có thể gây tổn hại cho khách hàng. Vì thế là chúng ta cần phải là đào tạo cho nhân viên bán hàng hiểu đúng, hiểu đủ, bằng cách là gì ạ? Chúng ta gửi email, sau đó chúng ta gặp trực tiếp, chúng ta đào tạo, hoặc là chúng ta mời tất cả nhân viên bán hàng hoặc cửa hàng trưởng đến, chúng ta đào tạo hiểu đúng, hiểu rõ, hoặc là chúng ta cũng có thể ghi audio, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng điện thoại như này, chúng ta ghi audio, đấy, chương trình này nó phải như này nhá các em nhá, sau đó chúng ta send file, rất là nhiều cách, hoặc là chúng ta quay video chúng ta gửi, đấy cũng là một trong những cái phương pháp mà các bạn có thể áp dụng được. Ngoài ra nếu mà các bạn là một cái nhà bán lẻ lớn, một cái chuỗi bán lẻ lớn, thì các bạn có thể viết một cái phần mềm khuyến mại. Tôi đã được biết là có những công ty người ta viết một cái phần mềm chuyên so sánh giá, để làm sao để cứ giá của đối thủ ngày hôm nay như này thì họ sẽ tự động điều chỉnh giá thấp hơn, hoặc là tung ra chương trình khuyến mại tốt hơn, để vì người ta dùng phần mềm như vậy thì người ta sẽ không phải theo dõi, và người ta luôn luôn đưa ra được cái mức giá rất là tốt. Hoặc là người ta có thể tối ưu được hoàn toàn cái việc khuyến mại đó. Đó thì một cái phần bài học trước tôi cũng đã từng nói đến việc này. Ok, tôi xin phép được tóm tắt lại cái nội dung của bài học này. Đấy là tôi muốn nhấn mạnh vào ý thứ nhất là các bạn cần phải chuẩn bị các cái vật liệu quảng cáo, các cái vật liệu truyền thông, bao gồm bản mềm, bản cứng, in ấn ra, đúng không ạ? Thứ hai là các bạn phải trang trí, trưng bày các cái vật liệu đấy ở cửa hàng, cửa hiệu của mình, ở các cái shop của mình, làm sao cho đẹp và bắt mắt, gây ấn tượng, được chưa ạ? Và thứ ba nữa là chúng ta cũng có thể phải thực thi các chương trình khuyến mại và quảng cáo cho các chương trình khuyến mại đó ở trên mạng và cho các khách hàng của chúng ta. Và thứ tư đấy là chúng ta cần phải chuẩn bị các ngân sách cho các chiến dịch này một cách rõ ràng và lập kế hoạch chi tiết. Thứ năm đấy là chúng ta là phải đào tạo cho nhân viên bán hàng và chuẩn bị nhân sự, bởi vì có thể một cái chương trình khuyến mại nó sẽ làm tăng trưởng doanh số đột biến, lượng khách hàng đến đột biến, thì đấy cũng là cái vấn đề mà chúng ta cần phải lường trước, đúng không ạ? Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Và nếu các anh chị và các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hoặc là trao đổi nào, hoặc là muốn trò chuyện với giảng viên, tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học và một chuyên gia về marketing và chuyên gia về kinh doanh, các anh chị có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ email phananhonlinea@gmail.com. Phan Anh là tên tôi, online là trực tuyến, được chưa ạ? Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.